Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng và tham nhũng là hai mặt của một đồng tiền. Trước đây, khi còn làm Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng có phát biểu làm dậy sóng mạng xã hội khi đó. Ông nói rằng, sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai, nếu cách trước hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo đức, cứ dẹp đi là bầu không kịp. Thực ra mà nói thì việc làm tốt là trách nhiệm của quan chức, họ được dân trả lương để mà làm việc, phục vụ nhân dân, thì họ phải làm việc cho tốt chứ. Chứ không phải làm việc tốt là kể công như Nguyễn Xuân Hùng đã nói. Và tất nhiên nếu họ làm việc xấu thì phải trừng trị. Nếu con người có ý thức về tinh thần thượng tôn pháp luật thì không được có tư tưởng như vậy là lấy công chuộc tội. Ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam, người từng nói nếu cách trước hết thì lấy ai làm việc. Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Sinh Hùng xác định là nếu cách trước hết thì lấy ai làm việc, nghĩa là ông ngầm thừa nhận đã là cán bộ thì có sai phạm. Thực ra, không chỉ ông Nguyễn Sinh Hùng hiểu như thế, mà người dân Việt Nam cũng biết cộng sản và tham nhũng chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Hễ là cộng sản thì sẽ tham nhũng nếu có cơ hội, với đồng lương chết đói, nhưng quan chức vẫn cứ xây biệt phủ, sắm ô tô, xây lâu đài, cho con cháu đi du học nước ngoài, mang tiền gửi ngoại quốc. Thì rõ ràng là tham nhũng đã tràn lan, vấn đề là ông Trọng có bắt được hay không mà thôi. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại buổi họp tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Ông cũng trả lời câu hỏi kỷ luật nhiều cán bộ như vậy thì lấy ai làm việc đây? Nghĩa là ông Trọng thừa nhận, ông mạnh tay thì không còn ai làm việc, hay nói rõ hơn, ai cũng dính chàm. Thực ra, từ tứ tự trụ trở xuống, ai cũng hiểu điều đó, ai cũng dừng chức để làm giàu, đã không khui thì thôi, còn khui thì không ai thoát cả. Thực ra, những thứ tư tưởng Hồ Chí Minh hay chủ nghĩa Mác Lênin chỉ là vật trang trí để vẽ lên mặt nạ cho chế độ. Chứ này chẳng còn ai tin vào những thứ đó. Mục đích duy nhất của quan chức cộng sản là tiền, moi càng nhiều càng tốt. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói kỷ luật nhiều cán bộ như vậy thì lấy ai để làm việc. Cho tới nay đã hơn 20 năm, Đảng Cộng sản phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng rồi có quan chức nào có đạo đức đâu? Có người cho rằng đã là người cộng sản thì không thể có đạo đức được. Họ thích chiếm dụng nhưng lại sợ trách nhiệm. Với cán bộ hàng tháng những đồng lương chết đói như vậy và không làm gì nghề khác mà vẫn giàu sụ thì làm sao có đạo đức cho được? Ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng. Ông Trọng dù có muốn làm trong sạch đảng thì cũng bất lực. Nếu thật sự làm trong sạch thì đảng cũng bay màu, bởi lúc đó còn ai làm việc đâu. Cho nên, việc chống tham nhũng mới chỉ là công việc dã tràng, xe cát. Cái được duy nhất trong chiến dịch chống tham nhũng là cái danh cho ông Trọng mà thôi. Lớp thay thế những cán bộ bị trừng trị có khi còn ăn bạo hơn những lớp trước. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng kiểu gì mà trước đây quan chức chỉ xây được biệt phủ, giờ đây họ đã xây được cả lâu đài to lớn. Có người nhận xét mỉa mai rằng ông Trọng mà tiếp tục chống tham nhũng nữa thì cuối cùng quan chức sẽ xây cung điện riêng cho mình. Một chế độ ăn của dân không chừa một thứ gì. Ngồi vào ghế là có cơ hội bòn rút. Đảng đã tạo ra cơ chế đầy lỗ hổng để quan chức làm giàu. Điều đó có nghĩa là đảng trao cho quan chức mỏ khai thác tiền để vào túi tư, và chỉ có trao cho quan chức thứ này thì quan chức mới quyết trung thành với đảng đến cùng. Còn dùng Mác Lênin hay tư tưởng Hồ Chí Minh làm mồi nhử thì chẳng ai thèm theo cả. Người cộng sản cũng rất yêu Bác Hồ, nhưng mà là Bác Hồ trên tờ tiền Việt Nam, chứ không phải là Bác Hồ đã tạo ra chế độ này. Không có tham nhũng, đảng không thể có lực lượng trung thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin
Đảng và tham nhũng là hai mặt của một đồng tiền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giai cấp vô vàn sản, một biến tướng của giai cấp vô sản đang nắm quyền thống trị. Đảng Cộng sản Việt Nam nổi lên với khẩu hiệu là Đảng của giai cấp công nhân. Đây chính là một cú lừa lịch sử, bởi chưa bao giờ đảng này vì giai cấp nghèo khổ mà chỉ lợi dụng họ trong thời gian đầu tiên. Trong khi tại các nước dân chủ, chính quyền luôn đưa ra những chính sách tạo ra cơ hội cho giai cấp nghèo khổ, thì giai cấp nghèo khổ ở Việt Nam luôn bị tước đoạt mọi thứ. Thủ tướng Úc đương nhiệm Antonio là con của một bà mẹ đơn thân làm nghề dọn vệ sinh. Cái may mắn là cậu bé Anthony đã được hưởng lên nền giáo dục miễn phí và nhờ đó cậu vươn lên trở thành người đứng đầu một cường quốc. Nếu cậu bé này mà sinh ở Việt Nam thì có lẽ cậu ta phải đi bán vé số để mà phụ giúp mẹ, là vì thế mà tương lai của cậu sẽ bị tước bỏ ngay từ trong trứng nước. Trẻ em ở Việt Nam bị tước mất mọi thứ để quan to được làm giàu. Đó là một so sánh cụ thể để thấy tư bản là nơi giúp đỡ người vô sản hay Đảng Cộng sản giúp đỡ người vô sản. Chiến dịch cải cách ruộng đất cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước là một chiến dịch lợi dụng giai cấp nông dân ít học để gây nên tội ác man dợ. Người nông dân chân đất bị đảng kích động, đấu tố, giết hại địa chủ, để rồi cuối cùng ruộng đất đều trở thành của nhà nước, chứ nông dân không được hưởng gì. Đảng Cộng sản tự xưng là đảng của giai cấp công nhân và nông dân, nhưng cuối cùng họ chính là tầng lớp bóc lột dân còn kinh khủng hơn xứ mà họ gọi là tư bản bóc lột. Người Việt bị đủ thứ siêu cao thuế nặng, trong khi đó quan chức thì ngồi không, vẫn có tiền xây biệt phủ, mua ô tô, cho con du học và thậm chí mua sắm bất động sản và gửi tiền ở nước ngoài. Với đồng lương chết đói, quan chức Cộng sản Việt Nam có thể làm giàu đến mức khiến người dân phải choáng ngợp. Trước đây, quan chức xây biệt phủ với những căn nhà to lớn, thì nay quan chức còn hơn thế nữa, họ xây những lâu đài lộng lẫy như cung điện. Họ không ngần ngại khoe khoang với thiên hạ những tài sản bất minh như vậy. Thủ tướng Úc là một người lớn lên từ một gia đình nghèo tại xứ chuột túi này. Chế độ Cộng sản là một chế độ được tạo ra để mang lại lợi ích cho đảng. Trong khi đó, lợi ích của lãnh đạo luôn được đảm bảo. Đứng trên luật pháp có đảng luật, thứ này là công cụ để vô hiệu hóa luật pháp của đất nước. Và từ đó, Đảng Cộng sản tạo ra một tổ kén, quan chức nấp trong tổ kén ấy, tha hồ đục khoét tài nguyên của đất nước và đánh chén tài sản của nhân dân. Trước đây, Đảng Cộng sản hô hào họ là đảng của giai cấp nghèo khổ, thì nay họ là đảng bóc lột giai cấp nghèo khổ. Giờ đây đảng cho lập ra các cơ quan chống tham nhũng thì y rằng tham nhũng lại trú ngụ ngay trong cơ quan chống tham nhũng này. Chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói cần phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn những gì Cộng sản làm là câu nói đến giờ chưa hề sai. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng tại sao ông không cho truy tố Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi ông này dính đến vụ Mobifone mua AVG? Tại sao ông Trọng không cho kỷ luật ông Tô Lâm khi ông này dùng tiền thuế của dân ăn bữa ăn thịt bò dát vàng tại London lên đến hàng ngàn bảng Anh? Giai cấp tự xưng là vô sản giờ đây bị người dân mỉa mai gọi là giai cấp vô vàn sản. Thực tế thì lời mỉa mai đó của dân là sự thật. Còn từ vô sản mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào, đấy chỉ là chiêu bài để lừa người dân mà thôi. Lâu đài của một giai cấp vô sản. Ông Nguyễn Phú Trọng lập nên cái lò để đốt không biết bao nhiêu quan chức. Giờ đây, lâu đài khổng lồ của ông Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ở Lộc Hà, Hà Tĩnh nổi lên như sự thách thức với ông Nguyễn Phú Trọng. Tài sản bất minh to đùng ra đấy, ông Phú Trọng có làm gì được hay không? Quan chức xây biệt phủ tràn lan mà chưa thấy ông Trọng xử lý ai liên quan đến vấn đề
biệt phủ. Mà không xử lý thì tình trạng này ngày càng leo thang và cho đến hôm nay thì đã xuất hiện cả lầu đài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Giai cấp vô vàn sản, một biến tướng của giai cấp vô sản đang nắm quyền thống trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de